Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến, mình là Minh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cùng chơi Sport. Thì như các bạn biết ở tập trước thì mình đã nói là cái tập kia thì nếu mà đủ 9.000 view thì mình sẽ làm tập tiếp theo. Nhưng mà không ngờ vừa up lên cái hôm nay lên mười mấy ngàn luôn rồi. Thì mình cũng tính dừng cái series từ tập trước rồi, nhưng mà có nhiều người nhiều lượt xem với lại nhiều bạn yêu cầu mình làm tiếp quá, cho nên là mình sẽ tiếp tục ra tập thứ 8 cho các bạn xem. Ok, thì tập thứ 8 thì nó cũng y như vậy. Nếu mà được nhiều view, nhiều sự ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục ra tập chính. Ok. Đó. Tại chứ cái game này nó cũng có nhiêu đó à, cho nên là mình xem tình hình view viết thế nào rồi mình làm tiếp thôi, chứ chưa biết nó thế nào. Đó. Thì không biết lên cái thời kỳ này thì nó có gì đặc biệt không ta, để bây giờ nay vô chơi thử coi nó có gì đặc biệt không. Rồi ok, hôm nay thì nó sẽ kêu mình làm cái gì. Khoan đợi mình tí để mình tắt cái rồi đó, bây giờ nó nhiệm vụ là design à, nó kêu mình thiết kế cái thành phố gì đây. Tiền thì chúng ta được 4.900 rồi. Ồ, bây giờ nó kêu mình làm gì vậy? Xe mình nè. Click vào City Planner. City Planner là cái nào? City Planner. Này là hả? À đây, nó kêu mình click vào đây để làm cái gì? Đây là cái tab có thể giúp, đây là cái gọi là những cái thanh có thể giúp bạn gọi là mua vật phẩm xây dựng hoặc là mặc giáp. Thì cái này thì ai cũng biết rồi. Vì đây là nhà, này nhà này làm cái gì? Design một cái nhà mới để làm gì ta? Chả biết cái nhà nó làm gì. Còn này là dạng như nhà dân, còn cái này là dạng như nhà giải trí, entertainment là nhà giải trí phải không ta? À, đúng rồi, nhà giải trí làm cho dân làng nó vui vẻ này nọ đó. Còn cái này là nhà máy, là sẽ giúp cho chúng ta gọi là làm cho cái nông dân á, nó giảm cái độ vui vẻ xuống. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ cung cấp vũ khí này nọ. Mình nghĩ là mình sẽ thử nên cái nhà máy, mình sẽ thử design. Bây giờ mình phải design thêm một cái nhà máy nữa. Ok, nhà máy đúng không? Nhà máy thì để mình coi mình sẽ design theo cái phong cách nào. Nhà máy thì mình nghĩ là khối vuông đi, khối vuông sẽ đẹp hơn. Khối vuông, nhà máy thì khối vuông kết hợp với lại khối tròn tròn đi ha, cho nó ra chất cái nhà máy tí. Thôi này đi, đó đó rồi, chuyển qua cái mái nhà ha. Cái mái nhà thì mình nghĩ nhà máy thì nhọn nhọn tí gì được không? Này ra nhà máy không? Coi cái này cũng đẹp nè. Cái này mà nó có bốn cạnh nè các bạn, còn cái của chúng ta tới lục giác. Hỏi cái này đi, cái này nó hợp hơn, tại phía này của mình tới lục giác rồi. Là cái này ta, cái này sẽ đẹp hơn nè. Ừ, này đi. Rồi, lôi cái này ra một tí. Đó. Rồi, bây giờ qua tới cái phần gọi là cái này gì vậy ta? Chả biết cái này cái gì nữa, trời, ống khói à? Hình như có vẻ là ống khói. Phải ống khói không? À, đây đi. Không biết là cái gì, nhưng mà nhìn thấy nó cũng cơ khí. Đặt đại cái ống khói lên. Nhà máy thì nên chơi cái cửa này. Cái cửa chạy ra chạy vô này cho nó ngầu. Đó. Rồi. Cái này là dạng như cửa sổ các bạn. Cửa sổ hả? Cửa sổ để mình coi có nên là cửa sổ vuông. Đây đi. Đó. Rồi. Còn cái này là cái gì vậy ta? Quạt máy này nọ. À, dạng như là motor này nọ. Để mình coi mình làm gì mà cho ra chất nhà máy tí ha. Này ống khói đúng không? Ống khói này là gì? Ừ, để đây đi. Để mấy cái này phía trước vậy nè cho nó ra chất cái nhà máy. Đó, đúng bài rồi. Ống khói đặt ở đâu vậy trời? Hoài nhà, để mình coi cái ống khói mình đặt ở đâu nè. Ống khói đặt ở đây đi, xoay nó qua một tí. Đó, hợp lý. Quạt không? Quạt máy không? Nhà máy thì mình nghĩ là quạt không liên quan.
Máy móc xe cộ này nọ, này là cái bình bơm đúng không? Cái bình bơm hơi hay gì nè, coi có gì đặc biệt không? Rồi. cũng ok rồi, thôi cái này chắc khỏi đi bà. Này bây giờ chuyển qua sơn đi, nhà máy thì hôm bữa là mình sơn cái màu đỏ đỏ đúng không, để mình coi hôm nay cái màu đỏ nó bữa nằm đâu ta, chả nhớ cái màu đỏ bữa mình sơn là cái màu đỏ nào nữa. À, như cái này đúng không? Đúng rồi. À, đặt tên nhà máy điện hạt nhân đó, không biết có phải hạt nhân không, cứ đặt vậy đi. Rồi vậy là ok, chúng ta đã xong một cái nhà máy, còn có 5.000 à. Đặt ở đó, đặt liên kết là nó bị buồn, thấy không, nó bị buồn liền, cho nên mình sẽ đặt ở phía bên bên đâu, bây giờ đặt bên đây đi, xoay cái hướng thế nào cho nó đẹp đẹp tí. Hướng sao ta, từ nha, để mình coi cái hướng nào xoay đẹp đẹp nha. Này đi, rồi duyệt xong, giờ xong cái nhà máy đi, mình có thể chế tạo được vũ khí. Ok. Coi cái nhà máy này làm được cái gì. Ồ, cái này chúng ta xây nhà nó phát triển lên này, đâu cần đánh lộn gì đâu, cứ xây nhà là phát triển luôn, ngon. Rồi bây giờ sao, bây giờ mình, nó kêu mình làm gì, hãy hãy design một cái thành phố vui vẻ. Ok, bây giờ nó kêu mình chắc là thành phố vui vẻ thì xây thêm một cái entertainment nè. Đây, bây giờ design một cái nhà. Ủa, vẫn lên được 50.000 cơ, kỳ vậy. Để coi cái này đi. Rồi, vui vẻ đúng không? Lên một tầng nữa. Thôi, bỏ đi, xấu quá. Rồi, sơn cái nào ngon vậy? Này được thôi, này được không? Ok, cái này đi, nhìn nó giống trung tâm giải trí hơn, có một cái quả địa cầu bự bự phía trên đó, dài dài ra. Ok đó, nó kêu mình design một cái thành phố gọi là làm cho người dân nó vui, cho nên là mình sẽ làm. Rồi ok, mình thấy vậy dễ thương rồi đó. Ơi cái này, này chắc không cần đâu. Cửa ra vào à? Cửa ra vào thì mình sẽ cho nó hình tròn cho nó dễ thương ha, có cái chất gọi là giải trí tí. Còn này là nhà, mà cửa sổ đúng không? Cửa sổ thì mình cũng làm cho nó hình tròn tròn luôn. Rồi nhìn giống cái, nhìn giống cái phi thuyền quá, phi thuyền của Nobita. Ok, đây một cái nữa, mình đặt 4 cái đi cho nó đồng đều đó. Sao cái cao cái thấp vậy trời, xuống chút. Đây cao quá, xuống chút. Sao cái này nó cao dữ. Rồi rồi ok, bây giờ là cái nhà vui vẻ nè, cái này là cái thành phần chính của nó nè, thì chúng ta sẽ là có màn hình, cái này như màn hình LCD đúng không, đó gắn màn hình lên ngon. Dream chắc mình sẽ cũng làm 4 cái màn hình quá các bạn, cho nó cỡ này thôi đó, 4 cái màn hình 4 hướng vậy đó, phía dưới luôn, phía dưới cái đó luôn, dài ra tí. Ngon, mọi người thấy sao, được không? Tôi thấy vậy là ok đó. Mấy cái màn hình thì nếu mà để đẹp quá thì các bạn đừng có nên để bằng nhau, nên để cho cái thấp cái cao nhìn nó đẹp hơn, đúng không? Còn cái này là dạng như cái đèn nữa các bạn, đèn chiếu xuống, đèn này gọi là đèn firefly bin, là đèn đom đóm. Còn này là gì, đèn, đèn ok, đèn đèn thì gắn 2 cái phía trước cái này đi.
quá 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 ngầu, quá ngầu. Hỏi bốn cái luôn đi, bốn cái tivi mà. Đó, nhà giải trí nó có khác. À, còn này là bông hoa. Ừ, bông hoa cũng được á. Lên đây một cái đi. Ừ, hồi gắn thêm bông hoa đồ xung quanh đồ coi. À, nhầm rồi, cái này thì gắn đây, còn cái này qua đây. Bốn cái thôi. Hay là các bạn muốn gắn nhiều luôn. Ê, như sắp hết tiền rồi. Ủa, 16 ngàn mà sao hết tiền được? Đây con mà. Bậy bạ. Gắn thêm cái này nữa không? Cho thành cái nhà bông hoa luôn. Gắn luôn đi ha. Cho nó ở phía trên nhìn cho nó đẹp. Nãy giờ design nhà không à. Chưa có đánh lộn gì hết à. Ok, thì cái này chúng chơi, chúng ta phải chơi theo thời kỳ thôi chứ mình đâu có chủ động được, nó kêu mình làm gì mình làm đó ha. Cái này gì? Ok, xoay nhìn cũng đẹp. Rồi bây giờ cái này là cái gì vậy? Hành lang hả? Hành lang thì chắc khỏi cần, có nên để hành lang không? Rồi hành lang nên cũng đẹp. Rồi. Chuyển qua sơn phết. Để coi nhà vui vẻ thì mình nên sơn cái nhà này cho nó nhìn đó, được không? Vậy được không? Nhìn ngầu ha, nhìn cũng đẹp. Coi à. Nhà này giống nhà tù quá. Có nhà nào mà nó này đi. Chất nè. Ok. Lầu xanh. Ok. Xong. Ta hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. À, bây giờ đặt ra thôi. Đây đây đây. Đặt ở đây một cái vui vẻ, một cái không vui vẻ. Thôi mình sẽ đặt cách xa hai cái này. Hai cái này thì không nên đặt chung. Một cái vui vẻ thì đặt riêng qua cái vùng gọi là vùng vùng kinh tế, nên đặt riêng ra. Vùng kinh tế riêng, vùng vùng phát huy riêng. Rồi ok xong. Bây giờ là nó kêu mình là hãy xây dựng và mua một cái cảng biển. Mua sao? Cảng biển đây nè, thấy không? Ở cái nhà máy này nó sẽ cộng cho tiền chúng ta nè, còn bên đây nó sẽ cộng cái niềm vui, thấy không? Đó. Còn factory là gì? Turret nè, để bảo vệ nhà của mình khỏi mấy quỷ gì nè. Ờ được á, mình sẽ xây mấy cái turret. Ôi, turret tới 2.000 mắc vậy? Biển thì mình nghĩ chắc không ai đánh mình đâu, cho nên mình sẽ xây mấy cái turret ở mấy cái khu này. Một cái bên đây, một cái bên đây đi. Rồi hết tiền luôn. Xong, sạch tiền. Đó đó, mập turret lên rồi này không? Cái này nó sẽ bảo vệ mình khỏi mấy cái đợt tấn công á. Bây giờ nó kêu mình xây một cái nhà biển là xây. Cái gì vậy? Wow. Cái này đối thủ của chúng ta này các bạn. Nó cũng vừa phát triển từ thời kỳ bộ lạc lên thời kỳ máy móc giống mình á. Là nó ghi là một cái bộ lạc khác đã xây dựng một cái thành phố. Rồi là nó yêu cầu mình là hãy làm cho tụi này nó hoảng sợ để tụi nó trở thành đồng minh của mình. Bây giờ làm sao? Ở đây là một cái quốc gia, cái kỹ năng của quốc gia của mình. Ok. Kỹ năng này giúp được cái gì? Ơ, cái gì vậy? Sẽ bắn phá bông gì quá trời. Trong khi cái được. Ủa là sao? Có gì bắn phá bông sùm vậy? Bây giờ nhìn bản đồ coi. Đây nè, cái thằng màu xanh nè. Cái thằng màu xanh gần nhà mình là cái thằng hồi nãy này đúng không? Đúng rồi. Đây, nó đây, nó đây. Còn cái thằng này là... Thằng này cũng là một cái thằng đối thủ, mà cái thằng này nhìn nó không có vui vẻ được như cái thằng xanh dương. Cái thằng xanh dương thì nhìn nó có vẻ nó thân thiện hơn, cho nên là chắc mình sẽ làm quen với nó. Nhưng mà không biết làm sao mình có thể xây căn nhà này. Nó ghi được cái gì vậy ta? Ủa, làm gì nhà mình bắn phá bông sùm vậy? Quân đội của mình đâu? Ở đây là một cái len. Ok, đúng rồi, cái xe đó. Bạn có thể click vào. Thì nó kêu mình vậy là click cái chọn hết, còn click từng cái thì chọn từng chiếc dạng vậy á.
Cái này là cái gì vậy ta? Không biết cái này là cái gì nữa. Chọn nó chọn một cái xe, sao nó chọn vào thành phố hả? À, tạo một cái thành phố city plan à, 1.500. Nhưng mà giờ làm sao tạo? Tạo bằng cái nhà này nè các bạn. City planner nè. Không biết làm sao tạo được cái nhà à, đi bên đây. À đúng rồi, bên đây nè. Cái này là à, nó còn nhiều cái bên đây nữa nè. Chúng ta có thể trồng cây này nọ luôn á. Ghê thiệt. Trồng mấy cái cây cho nó đẹp coi. Trồng mấy cái cây cho thành phố mình nó xanh mát không. Đó. Trồng ra. Mấy này đâu có nhiều tiền đâu. Đại phun nước nè. Đó. Đại phun nước gắn quanh nhà chủ đi. Rồi nó kêu mình là cái city planner là cái gì vậy ta? Không hiểu, không hiểu. Factory Entertainment. Trời trời, má quân đội nó bắn súng kìa. By sea. Nó kêu mình là hãy mua cái phương tiện đường biển. Phương tiện đường biển thì mua ở đâu? Ở đây chỉ có cái phương tiện đường bộ là cái nhà này nó chuyên sản xuất phương tiện đường bộ thôi à. Còn phương tiện đường biển là xây ở đâu ta? Phương tiện đường biển ở đâu nhỉ? Này à. Phương tạo thôi chứ giờ ở đâu vậy? Ok, tạo một cái tàu đường biển vậy để coi nó có gì đặc biệt không. Đây là cái mạn thuyền. Đường biển thì vậy đi. Đó giống du thuyền. Cái mỏ nhọn nhọn tí. Đó. Đẹp chưa? Rồi ở đây là mình sẽ có gọi là bánh lái của tụi nó. Mình sẽ cho cả kiểu là máy bay cánh ngầm ha, tàu cánh ngầm. Sẽ có hai cái cánh ngầm. Rồi để tăng qua cái tốc độ thì mình sẽ cho nó thêm cánh quạt phía sau. Ủa cánh quạt này hoạt động kỳ vậy. Trời, tưởng nó thổi. Thôi gắn cái này đi. Cái này nó ngon hơn. Đó. Rồi, cái này là boom. Thuyền boom. Thì nên gắn một cái boom phía trên đây nhìn nó bự không? Ủa, mấy cái cano thường nó gắn boom ở phía sau đít hay phải không ta? Tôi chả nhớ. Chả nhớ mấy cái du thuyền nó gắn boom ở đâu nữa. Thôi gắn đại trên nóc đi. Xoay ra phía bên đây nè. Rồi. Thôi cái này khỏi, tàu cánh ngầm thì khỏi. Nên trang bị cho nó ít súng không anh em? Nên trang bị cho nó ít súng đi ha. Tàu tốt nhất là nên có ít súng để bảo vệ. Súng này bự quá. Súng nhỏ nhỏ thôi. Tàu mà đâu cần. Qua bên đây đi. Đó. Lên xíu. Nó chỉnh lên xíu cái nó quẹo qua bên đây luôn. Rồi. Nó bị chĩa xuống rồi, mẹ rồi. Chĩa lên tí. Lên tí. Rồi. Cái này là gì vậy? Khỏi đi. À, đuôi tàu, đuôi tàu. Đuôi tàu thì có nên gắn thêm cái gì cho nó vui vui không? Mà khỏi đi bữa quá, này đâu có liên quan. Rồi. Trang trí cái tàu chiến của mình cái đã. Tàu chiến của mình thì cũng cho tông đỏ. Tông của nhà mình là tông đỏ cho nên là chúng ta nên sử dụng tông đỏ hết cho đồng nhất. Không biết cái tông kia nó nằm ở đâu rồi.
Ô màu đỏ này ghê quá. Về đi. Tàu chiến. Ok. Xong. Tàu chiến đây. Bây giờ làm sao mua? Rồi, bấm vô là mua. Rồi xong. Ờ hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Thì là nó kêu mình mua cái tàu. Trời đất ơi. Hãy cấp. Nó kêu là mình hãy ra gọi là capture cái này. Cái cục này mình nghĩ là cục này nè. Rồi ra ngoài đây coi. Chạy nhanh vãi đái chứ. Đẹp đẹp đẹp. Đó. Dạng như là một cái giàn khoan. Thì cái giàn khoan nó sẽ cung cấp cho mình 1.000 cái cục chiếu chiếu này, không biết cục chiếu chiếu là cái gì. Rồi, xong. Click. Sao đi về em được vậy? Hãy capture cái. Ủa nó kêu mình capture cái gì vậy ta? Thôi mình sell game cái đi. Hồi mất công tụi nó qua nó quất một cái em không đỡ kịp nữa là mất sale mệt lắm. Ok, bây giờ trong khi chọn cái nó kêu mình chọn cái này thì click vào cái Option City. Right click để đánh. À, bấm vô đây là mua nè. 1.500 một chiếc. À, ta nó kêu mình kéo tàu đi đánh đánh lộn á các bạn. Kêu mình kéo tàu đi đánh lộn á. Vậy mình mua 3 chiếc đi. Coi có gì đặc biệt không. Mình sẽ thử rồi. Bấm vào đây. Có thằng nào ở gần biển không? Đi đánh chưa? Nè, có thằng ở đây nè. Qua quốc nó luôn coi có gì đặc biệt không. Nó cũng đang xây giàn khoan giống mình nè. Qua chơi tọt hựa thôi các bạn. Không biết là ba cái tàu mình có làm nên trò trống gì không đây. Ở bên kia đảo có một thằng màu xanh dương nữa kìa. Nhiều màu thế. Chơi nó. Bắn tên lửa. Wow, bắn tên lửa phê vậy. À, chạy rồi, chạy rồi. Đánh tàu, đánh giàn khoan của nó. Rồi, nó không vui rồi, nó không vui rồi. Căng rồi. Nhà nó gần khu vực nhà mình cho nên là khá là nguy hiểm đó nha mọi người. Để ý nó, hồi nó qua đánh nhà mình đó. Capture the Efficient City là sao? Nó kêu mình hãy là tiêu diệt cái thành phố lân cận hả? Hình như là vậy hay sao á. Đây là mình có xe đường bộ nè. Thì xe này sẽ đánh ở đường bộ, còn tàu là đánh ở đường thủy. Hình như là qua cái thời kỳ này tụi nó hết xài quân rồi sao mà nó tụi nó đi xe không vậy ta? Trời ơi, xuất hiện thêm một thằng xanh nước biển nữa kìa các bạn. Này của mình đúng không? Và hình như mình chiếm được nè. Sao nó hết cho mình đánh này ta? Right click. Đúng rồi, đánh bình thường mà. Sao kỳ vậy? Cái game này nó nhiều bút biết quá. Bây giờ nhà mình là màu nâu. Còn cái thằng ở trong đây là màu xanh dương nè. Ủa, thành phố nó ghê vậy? Giờ phát. Qua chơi lại luôn, chơi luôn, chơi luôn. Khoan, khoan, khoan. Trước khi chơi xem một cái. Sợ đánh không lại á. Chơi thử coi nó làm sao. Trời trời trời, tưởng nó bắn mình chứ. Ủa bắn nhau kìa, bắn nhau kìa. Làm sao chơi lại anh em ơi. Làm sao chơi lại anh em ơi. Ủa xe của mình phóng tên lửa. Quá ghê luôn. Capture City. Chiếm thành phố. Ok, mình nào nè, mình đang chơi theo nhiệm vụ, đang kêu mình cấp chơi, mình cấp chơi. Ủa này ai vậy? Ủa máy bay gì của nó nè. Thôi kệ, không quan tâm, cứ cấp chơi thôi. Cái gì? Những cái quốc gia khác là nó là một cái dứt. À vậy là những cái quốc gia khác bắt đầu xuất hiện nhiều trên bản đồ. Và nó sẽ sấy và nó sẽ hiện diện những cái gọi là những cái biểu tượng gọi là thân thiện hay là không thân thiện của các quốc gia đó. Và hãy kiểm tra bằng cách vô đây nè.
để kiểm tra mức độ thân thiện của tụi nó, nếu mà tụi nó láo quá thì mình quất nó luôn, dạng như vậy. Ok, thì mình đang chơi theo nhiệm vụ là đang nó yêu cầu mình là capture một cái thành phố, mình sẽ capture. Trời ơi, dân chết quá trời này các bạn, trời ơi, chiến tranh dân chết quá trời, giờ phách chiến tranh rồi, bánh nha, ngon. Nhà mình chưa ai qua đánh hết vậy. Ngon. Ôi mình quá trời tiền luôn rồi này các bạn ơi, chắc mình sẽ làm thêm mấy cái tàu chiến. Request more house. À mình hết farm rồi, bây giờ mình phải gọi là xây thêm nhà farm. Mình hết nhà farm rồi. Muốn phát triển quân đội thì chúng ta phải có nhà farm ha. Nhà farm là dạng như là nhà dân á. Nhà dân thì làm đơn giản thôi, không cần cầu kỳ quá. Nhà dân là bình thường thôi, máy vuông luôn. Rồi xong. Kiếm cái cửa đặt vô nữa. Cửa nhà dân thì cửa này đi. Ơ sao cho mình đặt vậy? À đây. Rồi đặt thêm một cái cửa sổ bé bé. Ôi, này xấu quá, không cân xứng gì. Này đi. Rồi xong, sơn luôn. Nhà dân chỉ vậy thôi, không cần quá cầu kỳ làm gì. Nhà dân. Ok. Rồi bây giờ mình xây thôi. Nhà dân đây. Đó, kết hợp với nhà dân vô là nó kết hợp giữa buôn bán này nọ luôn. À cái nhà dân này là khu dân nha, khu đô thị nha. Đó. Ok, bây giờ chúng ta có thể mua thêm tàu chiến rồi đó. Rồi mua thêm 3 chiếc nữa, qua phụ mình đánh đánh nhà tụi nó anh em. Mình đang đánh nhà màu vàng đúng không? Ủa? À đây đây. Đang đánh cái nhà màu xanh dương ở đây thì phải. Hay lắm. Nhà tụi nó sắp bạch rồi. Xe mình cũng di chuyển rất là nhanh luôn á. Xe mình hồi tập trước mình build cho nó quá trời đồ chơi. Dập nó. Tới bến luôn. Quá đã. Bạn thấy sao? Dân nó chết liên tục luôn rồi, dân nó ùa ra quá trời luôn kìa. Nhưng mà cái thời kỳ này là nó chơi thời kỳ máy móc rồi, nó không có còn chơi thời kỳ lính nữa, bởi vì nó toàn là xài máy móc nó bắn nhau rồi, thấy không? Chắc không? Phải vậy chứ. Hát phê thì có nhìn mấy cái đạn bay bay đã thì ra. Xong, căn cuối cùng. Ủa chưa chưa, nhà chủ nó không cho mình đánh à? Hình như phá nhà nó hết xong rồi mới yêu cầu kết bạn được hay sao ta? Cái đó chưa biết. Để mình phá luôn căn này coi có chuyện gì xảy ra không. Xong. Nhà nó nát bét rồi. Rồi sao nữa? Cái này là cái gì ta? Kêu gọi đồng minh nè. À, dạng như đánh đánh nó xong rồi cái mình có thể kêu gọi nó làm đồng minh của mình, dạng như vậy á. Dạng như là thuộc địa, đúng rồi. Đánh nó xong mà tặng quà cho nó được không? Chúng tôi cần cái sự giúp đỡ của bạn. Ở đây là người của tôi gọi là đã chiếm cái vùng này rồi. Thôi mình sẽ thân thiện đi, chúng tôi có một phần quà, bạn có đồng ý nhận không? À, nó đồng ý kìa. Tặng nó 4.000 hả? Thôi tặng nó 1.000 thôi. We are ready nè. Rồi xong, hình như làm bạn với mình rồi. Thằng nào không biết. Hình như là thằng xanh lá cây. Bây giờ tới thằng bây giờ tới thằng ở trên cùng coi. Thằng này thằng màu vàng nè các bạn. Tặng quà cho nó đi, cứ tặng quà cho tụi này là được. Tặng 2.000. Rồi. Xong luôn. Dễ vậy. Thằng xanh dương. Tặng quà luôn, tặng quà luôn, tặng 2.000 luôn.
Rồi rồi rồi. Ủa sao nó xây lại được vậy? Không có tiêu diệt luôn được à? Xanh dương này sao nó xuất hiện nhiều nơi quá vậy? Ở chết mồ, tự nhiên nãy mình mới kết bạn nó xong mình quất nó luôn. The fuck. Nhưng mà nó cái mặt nó vẫn láo các bạn ơi, cái mặt nó vẫn láo lắm. Capture City nè. À, Capture City thì nó sẽ hủy diệt cái thành phố luôn. Còn các bạn nếu mà các bạn không Capture City nữa, các bạn không đánh được nhà chủ. Các bạn đánh được xung quanh thôi, xong rồi các bạn yêu cầu nó kết bạn. Còn nếu mà nó không kết bạn thì các bạn Capture City nó luôn, diệt nó luôn. Vậy cái quốc gia nó đi rồi đó. Đó, mình vô mình tràn cho thành phố của nó rồi. Đó, quân đội của mình vô giết hết dân của nó luôn, mà đúng chất phát xít luôn. Rồi, nhà của mình ở đây luôn. Bạn đã capture cái thành phố. Ok. Mở được máy bay phản lực hay gì nè các bạn. Rồi, cái khu này là thành khu của mình luôn rồi. Đó, khi mà xe nó ở gần nhà của mình thì nó sẽ được sửa chữa. Gì đây? Cái city của bạn đang bị tấn công. Hãy defend bằng trụ. Ơ, thằng nào đánh vậy? Nào đánh nhà mình vậy? Mày xàm xí đú à? Mày xàm xí à? Đánh nhà tao à? Tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi gì? Mình sẽ xây dựng thêm mấy cái trụ nữa để mình cover nhà của mình. Ok, tiền nhiều mà. Tiền nhiều thì chi cho quân đội luôn. Xàm xí mứng với tao. Cái gì? Em muốn cái gì? Ôi, xe của nó dạng xe phun lửa. Phun lửa làm sao mà chơi lại xe tên lửa của anh. Em láo à? Anh cho em tiền mà em láo thế. Diệt nhà nó luôn. Lao lếu. Ô lao lếu. Diệt luôn thằng vàng này mới được các bạn ơi, thằng này nó láo lắm rồi. Phải kiếm mấy cái trụ của nó diệt hết. Ok, quân đội mình nhiều mà, tạo thêm nhiều xe ra. Phô máu với nó đi. Kiên nể gì mấy thằng này. Rồi. Chiếm được luôn rồi. Xong. Qua thẳng nhà nó nện luôn, sợ cái ếch gì. Chơi luôn. Ấy hình như city của mình đang bị đánh. Ê, nó đang đánh nhà mình. Ơi thằng một chó màu vàng. Thằng chó màu vàng. Nó đang đánh nhà mình các bạn. Ơi đừng 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 bể, đừng bể, đừng bể, đừng bể. Xây thêm turret được không? Được nè, được nè. Nó đánh bằng đường biển luôn mới khốn nạn chứ. Bố láo lếu cái tàu. Ồ, không có điện à, là sao? Ủa, nó xài cái tàu gì đó, nó ngăn điện mình luôn các bạn. Chơi nó anh em, sợ nó. Chơi. Bắn cái tàu quỷ này nè. Chơi nó, không nói nhiều vậy đó. Xàm xí hả? Đó, phá được cái tàu đó là bắt đầu turret của mình có điện rồi đó. Xàm xàm xí. Ủa, nó mạnh thiệt á. Wow, mạnh quá vậy. Ủa mấy cái tàu này mạnh thiệt, nó xài bằng cái súng gì ta? Đam to vãi đái chưa? Quân đội đâu? Chơi. Tàu chiến của mình đâu hết rồi ta? Tàu chiến của mình hồi nãy mấy chiếc ở đây mà. Về. Đánh. Xe ra. Nó dám bu láo. Phá nhà nó đây luôn. Phá tàu nó đây. Ok, tàu chiến mình tới rồi. Ủa, tàu chiến của nó cũng có nữa nè. Chơi nó. Ủa, quýnh quá chịu quýnh luôn. Chơi căn này nè, ừ tập trung vô bắn một chiếc một thôi.
Đúng rồi. Mày sắp banh rồi con. Hả, xong đợt này qua tôi giết cái thằng này màu vàng luôn mới được. Nó lâu quá. Chiếm. Nó chiếm nhà của mình ngoài kia luôn rồi kìa các bạn. Thằng màu vàng này nó mạnh thiệt á. Chơi nó. Lao hả? Sẵn thúc tàu chiến ra nữa. Chơi nó. Làm sao mà mày đánh được nhà tao? Ú lao hả? Chơi nó. Ủa nó còn quá chơi tàu luôn kìa. Đánh nó mệt mỏi luôn á. Xàm xí. Đúng rồi anh em, xả nó. Hay đó. Đây còn chiếc nè, chơi luôn. Nó bắn mấy cái sóng vô nhà mình để nó gọi là nó disable cái mấy cái trụ súng của mình đó các bạn. Ái dân vô thành phố mình thì vẫn ngồi còn quẩy dữ lắm. Chơi bời lắm. Anh em đâu? Qua đây. Nó còn tàu nè. Tàu chiến ra chiếm lại bãi nhanh lên. Má nó còn qua nữa nè, nó thấy nó hổ báo ghê không? Mày hổ báo. Dập nó. Xàm xí với tao. Tạo xe ra. Chơi. Hổ máu đi anh em. À, đánh quá trời đánh rồi. Dập chiếc này nè. Chiếc này nó disable nè, nhà mình nè. Chiếc này khó chịu lắm nè. Mày xàm xí hả? Ok, tàu mình nó đang ngoài kia, nó đang đánh rồi. Sửa nhà được không ta? Hả, tao qua tao đập cái thằng màu vàng này luôn. Nó quá láo. Diệt thành phố nó luôn. Không có kết bạn, kết gì hết đó. Qua đánh nhà bố mà đòi kết bạn à. Đúng rồi, một chiếc ở đây thủ nhà được rồi. Ở nhà mình sẽ cho quân đội gọi là tàu chiến ra. Chơi nó. Mày đánh nhà tao hả? Tao đánh nhà mày. Làm gì nhau? Chơi. Phá chủ súng nó trước. Má nhà nó nhiều chủ súng lắm. À đánh cái thằng này mệt mỏi nha. Không đùa đâu. Ok, nó bể chủ súng khu đó rồi. Chạy qua khu bên đây. Chạy qua khu bên đây. Chúng ta sẽ ngăn cản được cái đợt tấn công của chủ súng của nó. Mày sạp xí mứng. Ở đây mình có một cái khu nhà gần cái chỗ này nè. Dập xe nó. Sạp xí. Sao nhà mình giờ lương thực lên chậm quá vậy ta? Quá. Wow. Anh em tập trung lại nè, ru up nè, ru up nè. Chiếm điểm này luôn. Cắt cái nguồn lương thực của nó. Xàm xí. Đó, bắn full cái cây này là mình chiếm được cái điểm. Nhanh lên, tranh thủ gọi là lột hết nhà nó đi. Sao tiền nhà mình lên chậm quá vậy ta? Á, tàu quá trời luôn, nó đánh tàu mình liên tục luôn á. Phải cử 3 chiếc ra đây mới được. Thôi được anh em, đập cái này đi. Ôi xanh dương nó xuống nữa kìa. Xanh dương nó phụ mình kìa. Xanh dương nó phụ mình. Xanh dương bên kia nó phụ mình. Anh em đâu? Chơi nhà nó. Mày xàm xí hả? Quất. Bắn. Nó bắn ra đây để nó lấy lại nhà nè các bạn. Lấy lại nhà. Có đâu. Có đâu cưng. Rất ít khi đánh. Một khi đánh là anh cho thành phố em về giường. Cho anh lấy lại nhà nó kìa.
chúng tôi sử dụng đang chúng tôi bạn có thể gọi là à như là nó muốn giảng hòa, nó muốn giảng hòa. Mình xem có nên giảng hòa không. Dạ rồi thôi kết bạn với nó đi các bạn, tại vì hiện tại là nó còn đánh nhà mình không? Lũ đạn mày còn đánh nhà tao mà mày kêu giảng hòa. Giảng hòa cái đích gì? Mày muốn được chết à? Có định mệnh nó kêu giảng hòa mà nó vẫn đánh. Có cứ kia tao giảng hòa đập chết cửa luôn cho tao. Chắc mình kéo hết tàu từ nhà mình qua luôn quá. Không, nó vẫn kéo tàu qua nhà mình liên tục. Không hiểu cái cơ chế game này nó làm sao nữa. Sập xí. Tạo thêm nhiều tàu ra. Cơ giới đâu hết rồi ta? Cơ giới theo tôi, cơ giới toàn bộ theo tôi. Chúng ta qua dọn cái nhà màu trắng này cho tôi. Anh em rút về, anh em rút về. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ mình re-up lại, re-up lại mình chơi nó. Xem cái. Bye. Đâu rồi, còn một xe đâu? Đây, một xe lên. Hồi máu đi anh em. Full chưa anh em, full chưa? Chưa anh em, còn chút nữa. 5 chiếc qua lấy luôn. Giỡn mặt hả mày? Cái xe của mình nó có một cái nhược điểm là đam nó bự thiệt, nhưng mà cái tốc độ bắn nó chậm rì. Đó, cái khu nhà mình giờ hay tạm ổn rồi nè. Đó. À, còn cái thượng quỷ màu vàng qua đây chiếm nó anh em, sao anh em không chiếm nhà nó để nó xây như thế này hoài sao chơi. Rồi giờ là cái khu ở phía biển của mình là ổn rồi đó, đánh không lại tao rồi giờ vẫn hòa hả mày. Có đâu, có đâu chơi. Đu ra xe mình bắn bao xa luôn á. À, cái xe cụ bắp này mà đánh lại ai mày ơi. Đánh nó. Ồ nó bắn kìa. Ồ nó bắn cái máu xuống như đúng rồi. Chắc mình bể một chiếc rồi. Ok. Đánh đi. Anh bảo kê tụi em đánh luôn. Xạo xí. Trời ơi, sao này ngu vậy, tiện đi lavo chi vậy. Đứng đây bắn thôi, đứng đây bắn là được rồi. Chơi nó. Anh em chơi ẩu quá. Cover đây tiếp. Qua đây tập trung nè. Hai giờ này còn mấy cái thằng ủi dân tộc bộ lạc ở đây nữa. Trời đó. Lách qua, lách qua, lách qua. Nó có tàu chiến, nó có tàu chiến. Tao vô đây là mày hết bắn rồi con à. Mày xàm xí với tao. Cắt cái nguồn điện của nó luôn. Nguồn tiền của nó nè. Nhà máy của nó nè. Thằng màu xanh dương nó đang qua nó giúp mình đó. Không biết có giúp không đây nữa. Kéo qua, đừng để chết chứ. Dập. Không cho nó chiếm lại nhà nha. Chơi. Qua đây, qua đây, qua đây. Theo sự chỉ đạo của anh. Giết nó. Mày chơi sao loại tao. Nhà mình cũng đang bị đánh kìa các bạn. Chơi sao loại tao.
lách qua về thành phố đó. Đó, phải phá mấy cái trụ súng của nó trước rồi đã. Phá đi, nhanh lên, trời mấy cái này bị bút à. Ôi, hay quá, xíu nữa chết rồi. Bắn đi anh em lung tung thế. Mày muốn chiếm lại hả, đâu có được. Ra đập chiếc này cho anh, nó mua láo kìa. Tàu ở đâu, lách qua bên đây hết. Diệt. Xàm xí hả? Xàm xí, nó bắn máy bay kìa. Tàu phòng không. Rồi, vô quốc luôn em ạ. Nó sắp banh rồi. Nó sắp banh rồi. Nó sắp biết thế nào là sức mạnh của mình kính cận rồi. Anh em đâu, rup. Lùi xuống bên đây. Chơi. Nhiều đây đã không lại nữa thôi á. Mày láo. Láo quá. Nó còn một căn màu vàng trên đây nữa nè. Nó tới hai căn cứ lận. Hàng chi nó mạnh quá trời luôn. Má mạnh thiệt á, thằng quỷ màu vàng này. Đánh. Dùng hết lực vô mà đánh. Nhà mình đâu? Về thăm nhà cái coi. Ủa, nó quật banh. Rồi xong rồi, chết thằng màu vàng rồi. Bảy cờ đi anh em. Chiến thắng quá dữ. Hả, nhà màu vàng đẹp thiệt. Mày xàm xí hả, bây giờ là của anh. Bạn đã tiêu diệt được cái quân đội mà cái quân đội ở khu vực này rồi. À, bạn đó bla bla bla. Nếu bạn cái gì, bạn nên giữ cái thành phố ở với cái mức gọi là dân không có được vui vẻ gì đó, hãy chọn cái chọn nào này đi. Cái kia như theo chủ nghĩa phát xít hay sao mình cũng chả hiểu lắm. Lên trời mấy chiếc tàu nữa, cái gì chỗ cover nhà mình luôn, đánh nhà mình sắp mặt lờ luôn. Nè, nó chiếm nhà mình luôn nè, các bạn thấy nó khốn nạn ghê không? Lao liếu. Ơ? Mấy bạn chạy đâu vậy? Tập trung đi đi. Tụi nó còn quân ở đây nè, tàn quân. Xả nó đi. Xeo lại cái. Cái thằng màu vàng này nó chưa chết, nó còn một cái căn ở phía bên trên nữa. Nó mạnh lắm, nói chung là quỷ này mình đụng vô kiến vàng rồi đó. Chơi nó, diệt hết cái tàn quân của nó. Lao liêu. Ơi, trời, nó kéo quân qua, nó cắp chơi nhà kìa. Dập nó. Xây một cái factory ở đây nữa. Phải cấp tiền chứ, tiền mình đang bị xuống rồi. Ok. Cái thằng màu vàng này nó đi khắp nơi, nó phá luôn á. Mày vừa phải thôi nha. Nha. Khu này của tao rồi. Còn lâu. Lâu mày mới rớ được vô. Đâu rồi? Ở đây nó còn một cái khu đảo của nó nữa nè. Kéo tàu qua, capture luôn. Toàn bộ vùng biển phía phía nam của mình hết. Ở đây là nhà máy mình nè. À, nó đánh tàu mình bây giờ còn có hai chiếc kìa, bạn thấy không? Hồi nãy mình là một đội tàu luôn á. Nè, ở đây nó còn đó nè. Anh em đâu? Chơi nó. Lao léo kìa. Chơi nó. Lát mình phải xây thêm một cái ụ súng ở phía bên góc bên này nữa.
nó disable cái súng của mình là súng mình bắn không được. Không, cái súng này hơi bị ngu người. Dập nó. Xàm xí với tao. Cáp nhà luôn. Nhà của tao. Gửi địch đi. Còn lâu mới ăn được. Ok. Tập trung, chuẩn bị quân đội. Mình sẽ đi đánh lần 2. Mình sẽ đi đánh hết tàn quân còn lại của nó. Ở đây mình sẽ xây thêm một cái nhà factory nữa. Cho nó liên kết. Mình phải bơm thật là nhiều tiền vô. Nhà mình bây giờ là mạnh lắm rồi. Xong. Ok đó các bạn. Bây giờ cho quân đội mình nó đứng ở đây nó hiêu máu thôi. Rồi ok. Và đó, tập này của mình sẽ kết thúc tại đây. Và tập sau mình sẽ tiêu diệt toàn bộ cái nước màu vàng luôn cho các bạn xem. Ở đây trên bản đồ chỉ còn lại vàng và xanh dương. Xanh dương cũng rất là mạnh. Đây là cái thành phố chính của mình nè. Mình sẽ gọi là kết vào đây không? Đó, thì đây là toàn bộ cái thành phố chính của mình. Có gì nữa đây? Nó đánh nước mình nữa kìa. Thằng màu vàng này mày đúng trẻ trâu luôn á. Ok. Rồi bạn nha, mình sẽ dừng clip tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Mình sẽ tiêu diệt toàn bộ cái nước màu vàng đó cho các bạn xem. Bye bye, chào và hẹn gặp lại.